Tasha mời cô chú anh chị và các bạn đến với dòng tâm sự thứ nhất. Nghi ngờ con dâu ngoại tình, mẹ tôi bắt xét nghiệm ADN cháu gái. Khi biết được kết quả, bà nhập viện luôn. Mẹ tôi thường hay lấy ảnh của em trai hồi nhỏ để so sánh với cháu gái. Thấy hai bố con không có điểm nào giống nhau, bà buông những lời nói khó nghe. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây Tasha mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Em dâu không được lòng mẹ tôi. Dù tôi đã đi lấy chồng, nhưng cứ vài ba hôm lại nghe mẹ gọi điện thoại phàn nàn em dâu một lần. Sở dĩ mẹ tôi và em dâu bất hòa cũng chỉ vì em ấy quá thẳng tính, có gì nói nấy, trong khi mẹ tôi lại hay để bụng những lời nói của em dâu. Mẹ chồng nàng dâu cứ suốt ngày mâu thuẫn vì những chuyện đâu đâu. Tôi ở xa còn cảm thấy nhức đầu nữa là em trai. Nhưng dù khuyên can như thế nào thì mối quan hệ này vẫn tệ như vậy, không chuyển biến gì mới. Sau khi em dâu sinh bé đầu, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng dữ dội hơn. Nguyên nhân là cháu gái hoàn toàn không có nét gì giống bố. Mẹ tôi thường lấy ảnh của em trai hồi nhỏ để so sánh với con bé, rồi bà buông những lời nói khó nghe. Chắc chắn nó lang chạ với thằng nào, rồi về đây bắt mình đổ vỡ. Các cụ thường hay nói, con nhà tông không giống lòng cũng giống cánh. Đằng này, con bé chẳng giống bố cũng không giống bà nội một điểm nào. Mà mẹ nhớ, trước khi nó mang bầu khoảng 2-3 tháng, nó hay đi sớm về khuya lắm. Lúc nào hỏi, nó cũng bảo công ty có việc bận, phải tăng ca. Tôi khuyên mẹ mãi, nhưng bà vẫn khăng khăng khẳng định, con bé không phải là con của em trai tôi. Còn em dâu, khi nghe được thì nằng nặc đòi ly hôn. Thà rằng là mẹ đơn thân, còn hơn chịu nổi nhục nhã khi bị mẹ chồng nghi ngờ. Tháng trước, em trai tôi đột ngột đòi họp gia đình. Khi cả nhà tề tụ đông đủ, em đưa giấy xét nghiệm ADN cho bố mẹ xem. Rành rọt nhấn mạnh, đã đi giám định huyết thống và bé đậu đích thực là con gái của em. Sau đó, em tuyên bố sẽ chuyển ra ngoài ở riêng, chỉ về nhà khi gia đình có việc để tránh mâu thuẫn không đáng có. Em cũng cảnh cáo mẹ tôi, nếu như mẹ không bỏ qua được sự nghi ngờ với vợ con, không đối xử tốt với cô ấy, thì sau này về già, mẹ đừng trách con dâu không báo hiếu mẹ. Giấy trắng mực đen đã rõ ràng, em trai cũng tuyên bố đanh thép như thế, mà mẹ tôi vẫn không cam tâm. Bà khẳng định sống cả đời, mắt nhìn người của bà không thể lệch được. Con bé không giống ai trong dòng họ, nên chắc chắn không mang dòng máu nhà này. Tức quá, em trai tôi dẫn vợ ra ở riêng thật. Sau khi em trai chuyển ra ngoài ở được 2 tuần, đêm đó tôi nhận được cuộc gọi của bố, nói mẹ tôi ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu. Gia đình tôi và em trai vội vàng chạy đến bệnh viện. Để rồi, khi biết được nguồn cơn bà nhập viện, ai nấy đều bàng hoàng. Hóa ra, sau khi xét nghiệm ADN cháu gái không giống như mình nghĩ, mẹ tôi mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền. Rồi cuối cùng, không hiểu nghệ như thế nào, bà lại đi xét nghiệm ADN quan hệ giữa bản thân với em trai. Khi có kết luận, mẹ nhìn mà kinh hãi rồi ngất xỉu, bởi em trai tôi không phải là con ruột của mẹ. Tôi vào bệnh viện thăm mẹ, bà gầy sọp đi, tóc như bạc thêm nửa mái đầu, chỉ sau một đêm. Mẹ thấy tôi thì rơi nước mắt và nói, năm xưa mẹ khó sinh, lúc em trai còn chào đời thì mẹ vì kiệt sức mà ngất xỉu đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy thằng bé nằm bên cạnh, mẹ cứ tưởng đó là con ruột của mẹ, nhưng không ngờ bị bố con đánh tráo từ khi nào. Thì ra, em trai ruột của con khi mới chào đời đã không còn thở nữa rồi. Đúng hôm ấy, bệnh viện có một đứa trẻ bị bỏ rơi, phần vì sợ mẹ buồn vì mất con, phần vì sau lần sinh nở ấy, sức khỏe của mẹ bị ảnh hưởng nặng nề, không thể mang thai thêm được nữa, nên bố mới lén nhận thằng bé làm con. Năm đó, bố mẹ tôi sinh em trai ở thành phố, gửi tôi về quê nhờ ông bà chăm, nên thành ra không ai biết được chuyện này. Hồi đưa em trai về quê, cũng có người nhận xét nó không giống ai. Nhưng mẹ tôi cứ nghĩ, thằng bé do mình dứt ruột đẻ ra, nên làm gì nghĩ đến chuyện động trời này.
Sống chung với nhau một thời gian dài, em trai cũng có đôi nét giống bố và giống mẹ, nên càng không ai nghi ngờ nó không phải là con ruột của bố mẹ. Thật không ngờ, bây giờ tuổi già đầu bạc mới phát hiện ra đứa con trai mình yêu quý và chăm sóc bao năm lại không chung dòng máu với mình. Từ hôm đó đến giờ, nhà tôi náo loạn cả lên. Mẹ tôi không nhìn mặt bố cũng chẳng dám gặp em trai. Phần vì bà trách bố che giấu sự thật, phần vì bà không biết phải đối mặt với em trai và em dâu như thế nào. Tôi cũng không biết phải gỡ rối như thế nào nữa. Xin hãy cho gia đình tôi lời khuyên. Dòng tâm sự thứ hai, chị dâu khóc lóc đòi bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm tân hôn. Gia đình tôi không thể tiếp tục ngủ khi nghe thấy những tiếng mắng vợ của anh trai tôi ngay trong đêm. Cả nhà vội vàng chạy đến phòng anh chị để xem chuyện gì đã xảy ra. Anh tôi và chị dâu yêu nhau suốt 7 năm nay, đến khi anh chị có công việc làm ổn định mới quyết định tiến đến hôn nhân. Hôm kia là đám cưới của anh chị, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Nhưng đêm tân hôn của anh chị lại xảy ra một chuyện không mong muốn, khiến bố mẹ tôi thật đau đầu. Lúc đó là 11 giờ đêm, cả nhà đang say ngủ thì phải giật mình bởi tiếng quát lớn của anh tôi và tiếng khóc của chị dâu. Thấy bố mẹ chạy đến phòng anh chị, tôi cũng hớt hải chạy theo xem có chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi phải gọi mãi, anh tôi mới chịu mở cửa phòng. Gia đình tôi rất ngạc nhiên khi thấy chị dâu vừa khóc vừa cho quần áo vào trong vali. Bố tôi bức xúc hỏi anh chị có chuyện gì, nói ra để cùng nhau tìm cách giải quyết. Mới về nhà chồng chưa được một ngày mà chị đã đòi bỏ đi, người ngoài biết được họ sẽ cười cho. Anh trai tôi im lặng không nói gì, mẹ tôi lại gần dỗ dành chị dâu để chị ấy nói ra sự thật. Cuối cùng chị dâu cũng chịu mở lời. Chị nói là trước khi cưới, anh tôi hứa sẽ chấp nhận ở rể. Khi tối chị dâu ngỏ ý, từng tới xin phép bố mẹ cho anh chị về nhà ngoại sống. Anh trai tôi lại trở mặt, bảo không đi đâu hết và không bao giờ chịu sống cạnh ở rể. Chị dâu nói bố mẹ chỉ có mỗi mình chị là con. Mấy năm nay, sức khỏe của mẹ rất yếu, bố thì bận đi kiếm tiền, chỉ có mình chị chăm sóc mẹ. Bây giờ chị đi lấy chồng, không biết ai lo cơm nước cho mẹ. Vì anh tôi hứa sẽ ở rể, nên chị mới chấp nhận cưới. Sự hiếu thảo của chị dâu làm bố mẹ tôi cảm động và khuyên anh trai tôi nên nghe lời vợ. Mẹ tôi bảo, nhà tôi có hai người con trai, anh tôi đi rồi thì sẽ có em trai chăm sóc cho bố mẹ sau này. Khi mẹ còn chưa nói hết câu thì anh tôi đã cáo gắt lên, nói bản thân là đàn ông mạnh mẽ, sao chịu sống cạnh ở rể được. Nếu chị dâu thích thì cứ đi, anh không giữ. Thấy tình hình căng thẳng, tôi khuyên anh chị bỏ chút tiền để thuê người giúp việc chăm sóc ông bà ngoại. Ý kiến của tôi vừa nói ra liền bị chị dâu gạt qua một bên. Chị bảo chị có bản thân chăm sóc mẹ tốt, chị không tin tưởng ai cả. Ngày hôm qua, chị dâu chưa bỏ về nhà ngoại, nhưng anh chị vẫn giận nhau. Chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. Không khí gia đình tôi cũng căng thẳng theo. Bố mẹ tôi thật sự không biết phải giải quyết chuyện gia đình của anh chị như thế nào nữa. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!